Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tranh thủ buổi trưa anh em kỹ thuật viên đang nghỉ trưa thì em có đột nhập vào đây để quay qua cái lượng xe mà đang sẵn sàng có thể là giao cho khách ở trong xưởng của bên em nhé. Đó. Xe thì lúc nào bên em cũng có sẵn cỡ khoảng độ 150 chiếc đến 200 chiếc, nên là các bác yên tâm. Còn đây cái lượng xe mà em để ở ngay cái xưởng mà kỹ thuật viên đang làm này ấy, thì là xe mình có thể bàn giao ngay cho khách được rồi. Đó. Thì đây, em sẽ quay tổng thể. Đấy. Chờ mãi buổi trưa các ông ấy đi nghỉ thì mình mới có thể là mình quay được. Bởi vì là bình thường ở trong này rất là ồn. Đấy. Rất nhiều dáng xe các bác nhé. Đây, rất nhiều hãng này. Specialized này. Đó. Momentum này. Đây, em đọc qua một lượt này. Đấy. Doppelganger. Đấy. Specialized và Intermax. Còn Intermax thì là càng carbon nha. Bên em là đang dọn các bác nhé. Đấy, Canover này. Đấy, Canover trong góc cũng đang dọn này. À, đây, tiện đây thì em có bên em đang tuyển cần 2 đến 3 người nhá. Thì bên em đang tuyển kỹ thuật viên tuổi từ 17, 18 đến khoảng độ 50 là ok, tầm 45, 50 là đều ok nhé. Các bác quá già thì thôi thì cho cháu xin phép, bởi vì là hiện tại là cái công việc ở bên cháu nó cũng khá là nhiều và nó cần cái sự gọi là mắt nó tinh ấy. Cho nên là các bác mà lớn tuổi quá thì sợ cái mắt nó sẽ hơi kém, cho nên là không làm được. Đó. Thì bên này cái lương thì mình sẽ thỏa thuận loại nha các bác nhá. Đó. Đó. Yêu cầu thì chỉ cần là biết dùng tua vít thôi. Gọi là biết những cái việc nó rất là nhỏ thôi. Còn lại là sẽ có người đào tạo từ A đến Z để có thể là làm được việc nhá. Đây, đây là cái hotline của bên em này. Các bác có thể gọi đến một trong hai số này. Đấy, các bạn hoặc là các bác nhá. 096 353 0200 0902 169 333. Đó. Các bác ở gần Hà Nội ấy, thì các bác hoặc là các bạn ở gần Hà Nội nếu mà đang hiện tại chưa có việc thì có thể là nhắm đến cái công việc này. Mình có sức khỏe, mình có cái sự tỉ mỉ, chăm chỉ là được nhá. Ở gần Hà Nội là một lợi thế. Rồi, tiếp theo không lan man. Đi vào trong tiếp theo nhá. Đấy, rất nhiều xe, các bác cứ lên trên lướtbuy.vn, bên em đều sẽ có tất cả ảnh và giá, ảnh chi tiết các bác nhé, ảnh và giá chi tiết, size cỡ. Đó. Che vóc này, phục phục nhún nhá. Momentum. Đấy, iOne này, cái loại này là loại nó như kiểu con fixed gear ấy. Đấy, con này trông rất là thẩm mỹ ấy. Giant, Panna. Railway, Bridgestone, Scott. Đấy. Cái dòng sub này thì khá là nhiều. Em bán qua rất là nhiều xe cái dòng Scott mà dòng sub này rồi. XDS này, XDS nhá. Bridgestone Orbi. Orbi. À đây con Fuji này thì là bên em sẽ đang căn chỉnh lại để có thể là bàn giao cho anh khách nhá. Anh mới đặt. Thôi, xe đang chờ, đang làm đầu giờ chiều thì sẽ anh em kỹ thuật viên sẽ bắt đầu vào việc tiếp. Con này là Canover, con này là Nienna nha các bác nhá. Đó, Nienna này, xe này là xe nữ, giống nó điệu lắm. Các chị mặc váy đi cái xe này cũng được, không sợ là bị kiểu như cao quá mình không thể giơ chân được lên. Giant, Rock 5000, đấy, phuộc nhún. Em có một con 4.500 màu xanh thì đã bán rồi, hôm qua rồi. Còn có chiếc này thôi nhá. Chiếc này thì nhỏ hơn chiếc kia một chút. Mac này. Đó. Giant này. Louis Kangner. Huda Bloom các bác nhá. Đấy, cái hiệu này rất là lớn của Nhật này. Venus. Venus. Giant Escape R3. Cross Sim này. Đấy, và trong kia nó là con Geost màu đen. Đấy. Đủ các thương hiệu xe, rất nhiều hãng xe. Đây là bên em thì cứ nếu mà trong thời gian mà chưa phải làm xe để trả cho khách ấy, thì là
cứ cho thợ dọn dần, sau đó là bày ra đây là sẵn là cứ thế là khách đến thử và lấy, hoặc là bên em sẽ cho đóng gói và chuyển đi các bác nhá. Đó. Con này là Giant này, Ravier, Fuji Palette này. Đấy. Con này là Zan Escape R3 này, Bianchi Cielo, Fuji này. Đấy. Con này cũng Fuji Palette này. Hai con này giống nhau nhưng mà con này là được chủ cũ họ dán các cái đề can trang trí tại Nhật luôn nhé. Đấy. Siêu tiếp theo là Zan Escape R3 này, Railway họa tiết da báo, Precision xanh sport nha các bác nhá. Đó. Chiếc này chiếc gì đây? Em nhìn nó chưa rõ. À đây rồi, Merinda. Con này size to phết đấy các bạn. Các bác cao to tầm trên 1m7 đi con này ok này. Vì con này cái dòng nó chéo. Đó, rất nhiều hãng nha các bác nhá. Audino này, Railway, Doppelganger, đọc rất nhiều. Đấy, quay qua một lượt cho các bác cùng nhìn. Người thật việc thật. Peugeot, Precision. Đấy, rất nhiều hãng này, em quay chậm một lượt nhá các bác nhìn nhá. Đấy, các bác thích chiếc nào có thể là chụp ngay cái màn hình đánh dấu lại, rồi em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác. À, có chiếc BNC này form rất là cổ điển này, trông đẹp quá. Chiếc này đẹp quá này. Đấy, chiếc này mà các bác lắp thêm túi da này, ôi dồi ôi, mặc thêm cái bộ nó kiểu như là ui, đẹp lắm, chiếc này đi rông rất phong cách Ý. Đẹp. Giant nhá. Đấy, rất nhiều hãng này. Đấy. Xe vóc này. Đấy, các bác nhìn nhá, xe vóc nhá. Con này Velo mode. Đấy, các bác nhá. Đấy. Nhiều xe lắm. Đây, xe là đang đang chờ dọn để bàn giao cho khách các bác nhé. Nói chung là nhiều việc lắm. Đấy, Kunago nha các bác nhé. Kunago, bánh khách quen. Thì sang năm thì bên em có mở rộng, tức là năm nay này. Bên em sẽ là mở rộng cái mặt bằng lên gấp đôi để có thể là chứa được nhiều xe hơn. Bởi vì là cái diện tích cái xưởng này nó đã quá là hẹp rồi. Đó, phục vụ các bác tốt hơn. Gấp đôi số lượng xe lên, gấp đôi diện tích lên. Đó. Đấy, nói chung là quay qua cái cơ sở vật chất cho các bác nhìn để các bác yên tâm về các cái sản phẩm mà bên em cung cấp ra. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ cái hotline của bên em nhé. Hotline của bên em 094 999 1212 hoặc là 0902 169 333 và 096 353 0200. Các bác gọi một trong ba số, số nào cũng được các bác nhé. Rồi, xin chào các bác, em kết thúc video tại đây.